nhanh gọn lại. Đã lao lắm rồi đó. Vừa thấy đứa con gái nào vô duyên như mày luôn đi. Dạy. Sao mày đuổi con Nôm? Ai đuổi? Ủa má có gì mày đuổi con Nôm vậy? Ai đuổi nó đâu? Mày phải đuổi cho nó. Mày đuổi nó mà còn đi nó sống mà còn có kiểu nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Bữa nay bí ý tưởng quá mọi người. Bị bí ý tưởng cho con Quyên á mọi người. Tại mọi người biết sao không? Cho con Quyên thì nó cứ mọc màu hoài à. Cái con đó cỡ nó điên lên là nó xách chỗ nó dí nó quánh thôi. Cho nên thành ra mình cũng cảm thấy không biết là mọi người có đang bị chán hay không. Có đang bị chán với cái màu mà cầm chổi quánh hay là nỗi điên của con Quyên của mình hay không. Thì mọi người để lại cái bình luận cho mình biết nha. Mọi người cái bình luận thiệt tình cho mình biết thử là mọi người đang suy nghĩ như thế nào. Bởi vì mình không thể nào mình biết được cái ý nghĩ của mọi người như thế nào hết. Mà mình thì mình đang bí ý tưởng đó. Cho nên là rất là mong được mấy bạn góp ý những cái ý tưởng đó cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bí ý tưởng cho anh con Quyền chứ vẫn còn ý tưởng cho anh đứa khác nha mọi người. Bữa nay nghĩ ra một cái ý tưởng cho anh thằng cameraman. Thằng Nam á mọi người. Trời lớn với nó luôn, trời bấy với nó luôn nè. Đuổi việc lúc bố mày là chùm. Mà trước khi bước vào cái màn tròn đó, mình nói trước với mọi người nha. Nếu mà mình có lỡ mà nặng lời với thằng Nam quá để mà để cho thằng Nam nó buồn hay là nó khóc hay là gì đó thì mọi người cũng thông cảm nha. Tại vì mình nhất định là mình sẽ diễn sau để mình coi thử cái phản ứng của nó như thế nào. Biết đâu nó đứng dậy nó quánh mình luôn thì sao. Thôi đi thẳng vào vấn đề. Trời đặt máy. Biểu mày. Tao kêu thì qua đây lẹ lên. Sao vậy? Cho làm gì vậy? Ngồi vô đây nói chuyện đi. Ngồi xuống. Mày có gì vậy? Ngồi xuống cũng được. Ngồi xuống đây anh nói chuyện mày nghiêm túc. Ấy là dạo này mày thấy công việc của anh nó có áp lực không? Không hả? Ai biết chơi cũng dễ mà. Dễ phải không? Ấy là bây giờ cái kênh của anh càng ngày nó càng lớn rồi. Anh cần cái người edit nó giỏi hơn, đỉnh hơn. Chứ không thể nào mà cứ một màu như em bây giờ được. Cứ bỏ vô cái anh quay, anh đi quay, anh với con Quyên quay gần chết. Cái em với mẹ em bỏ vô máy tính cái em ghép cái xong. Cái mày viết mấy câu sub cái xong. Viết mấy tiếng đồng hồ cái xong cái có gì đâu. Mày thấy edit của người ta biết bao nhiêu. Những người streamer khác họ edit đỉnh cỡ nào. Chữ bay tung té màu mè lung tung đẹp. Mày mẹ edit cứ một màu quay hoài sao mà được. Anh cần cái đứa mà cần luôn luôn phát triển luôn tư duy lên chứ. Đâu thế nào mà cứ dậm chân tại chỗ được đúng không? Thì mà em thấy họ thương anh mấy video dọn dày mà. Họ thương là chuyện của họ. Họ thương là bởi vì cái kênh nó nhỏ, còn bây giờ cái kênh anh nó lớn rồi. Bởi vì anh muốn cái video của anh rồi nó phải hay, nó phải màu mè lên. Được chưa? Còn mấy ông làm nhạc thì mày kiếm người khác mày làm. Chứ mày làm với anh không được đâu, anh được càng ngày anh càng lớn mà. Nghĩ một mọt kèo đi tấn cười cho họ được rồi chứ. Đừng lộn mấy cái kiểu kia, thấy có thể nhiều người họ thấy mình như là con nít vậy. Em cũng muốn như họ, mình muốn đầu một mọt, đơn giản thôi. Miễn sao đem tiếng cười cho họ được rồi. Cái kênh của tao mà mày nói mày muốn thì tao cũng chịu mày luôn anh em. Bây giờ cái kênh của anh mà mày muốn thì được. Bây giờ anh yêu cầu em làm tốt hơn, yêu cầu em làm màu mè hơn, đỉnh hơn, được chưa? Còn không được làm thì nghỉ. Đó, để anh kiếm đứa khác làm. Nói chuyện với anh bỏ đất xuống mày. Đó, còn cảm thấy làm không phát triển được, không tư duy được. Không phát triển mạnh càng ngày càng mạnh lên được á thì nghĩ để anh kiếm đứa khác làm. Bây giờ mình cứ bị dậm chân tại chỗ hoài sao mà làm với anh được đúng không? Vậy thì không cũng được thì em cũng đi ngày đầu với anh rồi nhưng mà bây giờ càng phát triển vậy mà em cố gắng cũng không được nữa thì không có thể tuyển người mới được. Em cũng vui gì đó mà sao đâu vì mình ấy cũng chưa bằng ai hết, cũng chưa bằng một gác của ai. Thì bây giờ anh muốn tìm người giỏi hơn cho họ làm cho anh cây phát triển hơn thì em vui rồi. Sao đâu mà sự nghiệp cũng bây giờ công sức của em với bao nhiêu giải thôi thì em chỉ cố gắng được nữa. Là bây giờ sao? Ý là bây giờ em không cố gắng được nữa, không phát triển hơn được nữa. Em nghĩ luôn đúng không? Xác định vậy được chưa? Đây có tiền của anh trả cho em đây, tiền lương tháng này đây. Bây giờ anh còn có nhiêu đây tiền à, anh trả hết cho mày luôn, anh chơi lớn với mày luôn. Cầm đi. Thôi để dành lương. Cầm. Thôi. Tiền lương của mày là mày cầm chứ không có nói nhiều. Cầm đi. Thôi, miễn sâu. Mày làm cho anh chứ không phải mày làm không công.
Thôi, miễn sao mốt anh em mình gặp cũng phải về rồi. Anh không muốn mày đi ra đường rồi mày nói với người ta là anh Trường anh làm anh không trả lương cho em hay sao đó, cầm đi. Nếu mà trước em theo anh có việc đúng là công thật, đúng là vì tiền thiệt. Em còn ba mẹ dò ai mà. Đúng rồi mẹ. Nhưng mà theo anh cũng bị có tình nữa. Chứ ngày đầu nếu em vì tiền thì em không theo anh mấy ngày đầu đâu. Em được đặt nạn đồng tiền quá. Tình thì tình thì những ngày đầu, những ngày mới chưa có gì. Chứ còn bây giờ cái kênh lớn rồi, phát triển rồi, nó cần sự chuyên nghiệp hơn, nó cần giỏi hơn. Làm sao mà tình mà tình được. Bây giờ quan trọng là công việc là trên đầu thì... Còn không làm được là nghỉ. Thì bây giờ cái công sức của em bỏ ra nó không thể như người ta được. Thì bây giờ có thể tuyển người mới mà. Thì có thể người mới họ tốt hơn em, họ giỏi hơn em rất nhiều nữa. Nhưng mà nó có thể giúp một phần gì đó cho cây phát triển hơn. Thì dễ hơn cũng vui rồi. Người mới tôi nói mày chứ bây giờ ở ngoài cái biết bao nhiêu thằng edit mà nó giỏi mà nó đỉnh nữa chứ đừng có đó mà có thể không có chuyện có thể ở đây. Tụi nó làm giỏi, tụi nó làm đỉnh lắm chứ không phải là anh không cần phải đụng vô cái máy tính luôn, tụi nó làm hết luôn đó. Nghĩ đi thôi, nói nhiều quá, cầm đi. Thôi em không giữ đâu, em vào cầm tiền động lương của mày, mày cứ cầm rồi về xếp đồ. Không, làm giúp anh mấy thói hay đi thì em cũng đâu góp gì nhiều đâu. Rồi mày đi ra đường kia mày kêu mày nói với người ta là anh Trường anh làm nó không trả lương cho mày, rồi làm mấy tháng trời không bỏ công bỏ sức là sao? Trước giờ em chưa sống vậy. Ừ? Trước giờ đôi khi họ lừa em nhiều lắm đó chứ, mà em không sống vậy. Ai biết đâu được, tao cứ cầm tiền đi, nó không tới đâu đâu. Cầm. Thôi không cầm đâu. Em về em còn phải chịu mà, sao đâu mà. Ấy là bây giờ nếu mà về quê mày làm cái gì, mày nói luôn cho anh biết thử coi. Thì em làm nghề xăm lại thôi. Làm nghề xăm hả? Dạ. Sao đâu mà. Thì bây giờ giúp anh cái quãng đường đây thì cũng vui rồi. Cũng tự hào chứ. Tự hào gì mà tự hào mày? Là không có lương không có gì hết mà tự hào gì mày? Được đồng hành với anh trên con đường bắt đầu thì dễ vui rồi. Mày đừng có văn chương quá, mệt quá. Cầm tiền đi, rồi ấy. Rồi bây giờ cũng trưa rồi, hôm đi em về cho rồi. Ê, bây giờ mình đi xếp đồ về luôn đúng không? Anh thì anh định để mày ở tối đó, tối cái rồi anh em mình làm cái gì nhậu miếng cái rồi coi như bữa cuối chia tay nhau. Thôi chắc chị Quyên còn về đó, đợi chị Quyên về rồi nói chuyện tiếng. Cũng không cần nói với Quyên làm gì, anh bây giờ anh quyết định chứ không có nói với Quyên làm gì cho mệt. Nhưng mà em ở đây cũng lâu rồi mà bây giờ chị Quyên không có ở đây mà em đi chắc cũng kỳ lắm. Thôi mất công lắm, mày nói với Quyên rồi mất công làng ăn nữa, rồi mất công nó nói với tao nữa. Thôi để đợi chị về. Cũng hơi trễ rồi. Ấy là bây giờ mày muốn tiền nhiều thêm hay sao? Thì để anh mượn Quyên thêm ít đồng là anh đưa cho mày thêm. Dạ không, nếu cần tiền thì anh chẳng theo anh đâu. Bây giờ mày theo anh, mày không cần tiền thì mày ý mày gì nữa? Ấy là ý mày sao? Hay là ý mày muốn gì nữa? Mày theo anh mày làm mày không cần tiền. Nói chuyện vô lý vậy. Thì anh em ví dụ như mình đó, có cơm ăn cơm, có mắm ăn mắm. Tao cho mày ăn mắm bao giờ? Thì không nói cái này. Rồi nếu anh em mình cực, bắt đầu nó cực thì em đâu có hỏi đâu, kêu mình công ký mình đầu tư hơn thôi. Đừng có ra đường kêu tao ở nhà này cho ăn mắm, cho ăn mì tôm nha mày, chưa bao giờ nha mày. Thì em có nói ra đâu. Thôi được rồi đó, anh cũng không muốn nói nhiều nữa, đi chứ đừng có nói chuyện với nhân viên chi mất công. Dạ. Mất công làng ăn nữa. Về đi, về xếp đồ đi. Chừng nào đi thì cứ nói anh một tiếng. Mà chắc trưa nay đi luôn đi chứ để nhân viên thôi. Nguyên chiều nó về mất công lắm. Để đợi chị về rồi không nói. Nhờ chị cũng phi lớn mà, chị cũng người lớn mà. Nói chuyện tiếng chứ. Đi. Thôi, em về không á. Về coi xếp đồ trước thôi. Con Nguyên bữa nay nó không về đâu. A few moments later. Mình bị đuối rồi mọi người ơi. Đúng là mình bị đuối thiệt rồi. Mình qua mình tâm sự với chị Nguyên một tiếng rồi mình đi. Chị Nguyên ơi. Gì vậy? Em bị đuối rồi. Cái gì? Ai đuổi? Bình thường. Sao mà đuổi? Đi mà nắm tự nhiên đuổi mày mày. Gì vậy? Em mệt lắm. Em mệt mỏi lắm chị Quyên à. Gì vậy mày? Hồi nãy anh kêu em vô phòng. Anh kêu em
đi về đi, đi về quê đi, đừng ở đây nữa. Khùng mày, nó không tôi mẹ mà. Anh có, anh có đưa tiền cho em nữa. Anh kêu em là ai đứt nhọt nhẽo quá. Vì đây không hay. Người xem họ không cho có like nào hết. Như anh kêu em quay cũng như cục cất rồi. Không có ra trò trống gì hết. Không hả? Không ra trò trống gì mà lấy video được. Không có trời. Hồi nãy anh có lấy tiền đập vô mặt em nữa. Anh đuổi em về. Gì mà? Chắc có tôi mà đó. Không có đâu mà. Hồi nãy anh nói thẳng thắn lắm. Anh kêu chiều nay mày còn ở lại thì anh kêu người tới quýnh em. Mày không mà. Em nói thiệt. Em đưa nó mày. Em có không nghĩ vậy đâu mà. Nãy anh có đưa tiền cho em luôn mà. Mày của mày nó tôi mày xô quá chứ. Hay là mày xô. Em nói thiệt em mà nói lố. Mày có sợ làm chết mẹ mẹ to á. Đó. Em mà nói lố em đi đầu bằng cái đất. Nào mày đất là sao vậy? Quay. Em đi chân bằng. Bị đi. Bị ô mày cứ lắm. Bây giờ anh có nói vậy nè. Mày đi có màn trường ở đâu có người dễ đi nó đuổi mày lại. Ba đứa đi trong từ giờ mà đuổi. Chị không hiểu cho em vậy. Ba đứa mình đi trong từ giờ luôn. Trong từ giờ có gì góp ý chứ không cái gì đuổi. Em mệt lắm. À nãy hồi nãy anh có nói xấu chị nữa. Vậy nữa? Mày đi mà trường đi nói xấu con mày. Anh nói là mà mốt tao đuổi, tao nay tao đuổi mày rồi mà mốt tao đuổi con Quyên luôn. Cái gì? Em nói thiệt. Nói thiệt không? Nói thiệt. Mày không thiệt mày cháy bê tông á. Dạ. Anh kêu Quyên nó quay gì nó cứ như thề miết. Giờ nó quay một cái. Nói thiệt tao cháy chữ thề. Nó là không muốn. Giờ nhờ diễn coi MV mà cũng không biết diễn. Này nọ. Tao biết diễn viên. Mốt anh tỉ người mới đuổi thôi chị em mình đi. Anh mà anh đuổi em trước. Là mày nói là thiệt không? Thiệt. Anh nói thiệt á. Sao? Đi. Đi mày. Chị. Đây. Dạ. Cho tao nói chuyện. Chú mẹ đang đi với chú quen nè. Đừng có sầu. Thiệt mà. Đừng có sầu, nói đi. Cái gì? Đó không có chuyện. Ừ. Đi ra đi, đóng cửa lại đi. Không. Rồi. Nhanh gọn lại. Đại lao lắm rồi đó. Vừa thấy chú con gái mặc dù duyên nhưng mà đuổi con Quyên. Dạy. Sao mày đuổi con Nôm? Ai đuổi? Ủa má có gì mày đuổi con Nôm vậy? Ai đuổi nó đâu? Mày phải đuổi cho nó. Mày đuổi nó rồi nó xấu rồi đừng có kiểu nữa. Ai nó xấu gì mày? Trước tiên mà nói cái chuyện con Nôm đi. Liên quan tới cái gì mà phải đuổi nó. Sau khi đó nó đi từ ngày đầu với mình rồi. Đúng không? Nó lồn chưa tóc thì từ từ mày chỉ cho nó tốt hơn chứ. Tao nói mày đuổi nó. Tao là chủ của nhà Nôm đó. Bây giờ tao mới có quyền quyết định. Quyết định nữa mày. Tao có quyền quyết định một chút chứ. Bây giờ Nam nó làm không tốt thì ta cho nó nghỉ việc. Không có mày có thể chỉ mà. Chỉ nó không giỏi hơn mà. Từ từ nó giỏi hơn chứ má luôn chứ. Tao là chủ, tao quyết chủ. Tao quyết là tao quyết chứ. Chủ hả mày? Sao mày quánh tao không? Chủ hoài. Mày sống vô ân tội nghĩa vậy mày được hả? Nó làm không tốt thì mày từ từ mày chỉ cho nó. Mày hướng dẫn cho nó tốt hơn chứ. Nó tiền mình ngon từ là những ngày đầu không có gì tới bây giờ mất kỹ đâu nó mà đem mà đuổi nó mà sắp kỹ vậy mày lỡ qua mày quản lý luôn đi không thật bằng quản lý cơ thì á sống cho có tình người nữa mày mất kỹ một chút cái mày đuổi nó mày sống vậy được hả? Ừ, tao không đuổi nó tao không mang nó vậy mày đuổi nó vậy tao không đuổi nó nữa được chưa? Sao mà con mày đi nói xấu tôi nữa mà nó trước sau gì mày cũng đuổi tôi. Bởi vì tôi diễn mà nó không tôi quay với mày không được cái gì hết chứ. Ai nói gì mày? Mày đi nói xấu nói với tôi. Cái trước sau mày cũng đuổi tôi. Tôi mày không được việc là mày cũng đuổi tôi. Ai nói? Đuổi tôi đi. Mày đi tìm mày đứa mất mà tốt hơn là quay đi. Ý là ai nói mày là tao? Anh không nói. Mày muốn chán sống vào. Đúng không? Mày chỉ biết là hiếp nó thôi. Ăn hiếp gì nó? Ai chịu hiếp gì nó? Tao nói xấu gì mày đâu? Mày làm sao bao giờ? Tao không có tao không có nói xấu mày. Chuyên ngốt cái này cũng là xấu rồi đó. Nói
lên sóng mày á, xử nó đi. Là sao? Nó tự lên sóng mày, tao tao làm clip tao cho nó. Tao làm clip là tao cho nó, tao đuổi việc nó, tao giỡn thôi. Đó. Thiệt không? Thiệt. Thề. Mà không nói xấu tao. Ừ, không nói xấu mày. Tao có đuổi nó không? Không luôn, đuổi giỡn, đuổi cho thôi. Thế? Mày giỡn không? Mày muốn chia sẻ tình bọn với tao? Mày đi mà. Mày muốn gì vậy đâu? Mày biết nè, tao đã nhận tao có thương đó mày. Mày biết tính riêng của tao đâu mà còn mẹo nữa. Bữa sau mày làm cái giải không? Bữa sau giải mày đây luôn đây. Gì nữa? Chị. Mày trôn cho nó lá vậy chị. Muốn cái tội ngu á. Tụi mày bị điên thấy ghẻ tao hoài à. Cầm bà rồi hay bất tử rồi anh ơi. Con này ngu dữ anh em. Em không nghĩ chuyện như thế này luôn, đau quá. Sao mà chân ngu quá vậy? Đã né cái con quỷ đó không quay với nó rồi. Để đỡ bị quánh một bữa, để cho 2-3 ngày cho nó lành vết thương lại rồi quay tiếp. Mày lâu đi vô nữa. Sao mày chân ngu dữ anh em? Bây giờ em quay bất tử rồi. Đau quá. Mà anh trôi em phải không? Thì... Hay sao? Qua đi tiếp. Có không? Qua đi tiếp. Không, tao cho mày á. Đủ thiệt à? Chị Quyên ơi, anh trời đủ thiệt em hết rồi. Cho mẹ anh em, clip tao cho mẹ á. Clip còn trong máy á. Má sao mày ngu quá vậy nè. Thôi tắt đi, bye bye mọi người, clip tới đây là hết rồi đó. Chơi ngu quá đi nè em ơi. Yếu có cái ngu nào hơn cái ngu này luôn á. Tắt đi, tắt đi. Thở cái. Anh Tron thì anh cũng nói trước em một tiếng để em biết, để em Tron lỡ chứ. Chứ bây giờ em có biết đâu. Anh Tron nói trước một tiếng là sao mày? Sao mày nói ngu quá vậy? Chứ bây giờ em có biết đâu. Nó xuống nữa kìa. Tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi, hết, hết, không có gì đâu Quyên. Không có gì hết á. Tụi em muốn Tron gì nữa? Không có gì hết, tắt đi lên. Thôi, tạm biệt mọi người. Tụi em muốn chở ôm uổng gì cho tụi bay á. Đi nấu cơm cho mẹ. Suốt ngày, mày nấu cơm thân bể mày, hư gỗ, hư cơ của tao ngay cái lỗ ta. Chủ cái nhà này đó. Thôi thôi. Tát này nè. Mày muốn chủ không? Không. Đấy. Coi xong mà nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Í.